Xin chào quý các bạn, rất vui được chào đón quý các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký để ủng hộ cho kênh. Trong khi xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo thì mong quý vị các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý các bạn trở lại với dự án cầu vượt thép tại nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch để xem đến hôm nay thì tình hình thực hiện tiến độ như thế nào. Bây giờ thì mời quý các bạn cùng theo dõi video. Hiện nay theo như quan sát cũng như quý các bạn có thể nhìn thấy trên video, chủ đầu tư đã cho nhà thầu tiến hành quây tôn lại tại vị trí đầu của đường Phạm Ngọc Thạch cũng như Chùa Bộc để tiến hành thi công nhịp dầm kết nối hai đầu đường. Các nhịp dầm thép để thi công kết nối hai đầu đường thì đã được nhà thầu tiến hành vận chuyển đến chân công trình như quý các bạn có thể nhìn thấy trên video. Tại thời điểm ghi hình là vào lúc 9:45 sáng ngày 13 tháng 2 năm 2023 thì trên công trường không thấy bóng công nhân. Về các nhịp dầm thép phía bên đường Phạm Ngọc Thạch như quý các bạn đang nhìn thấy thì hiện nay cũng đã được thi công các nhịp dầm chính gần như hoàn tất. Tại vị trí nhịp dầm cuối sát mặt đất thì cũng không gì thay đổi so với các video đã đề cập trước đây. Bây giờ thì mời quý các bạn cùng đi sang phía đường Chùa Bộc để xem khối lượng thi công bên đó hiện nay đạt được như thế nào. Ở đây là vị trí đầu đường Chùa Bộc thì hiện nay theo như quan sát các nhịp dầm đã được kết nối với nhau từ điểm đầu đầu đường Chùa Bộc đến phía sát với nhịp dẫn cuối cùng, nhịp dẫn đổ bê tông tại vị trí sát mặt đường. Như vậy thì về tổng thể đến hiện nay, việc thi công các nhịp dầm chính tại hai phía đường Phạm Ngọc Thạch cũng như Chùa Bộc về cơ bản đã được hình thành. Hiện nay nhà thầu đang tập trung vào thi công phần nhịp dẫn kết nối hai đầu đường Chùa Bộc sang Phạm Ngọc Thạch. Sau khi tiến hành thi công xong phần nhịp dẫn kết nối này thì nhà thầu sẽ chuyển sang các bước thi công tiếp theo để có thể hoàn thành được dự án vào cuối quý 1 năm 2023. Tại nhịp dẫn cuối cùng, nhịp dẫn sát mặt đường thì như quý các bạn đã nhìn thấy, hiện nay thì cũng không có gì khác biệt so với các video đã đề cập trước đây. Mong rằng thì đến cuối quý 1 năm 2023 thì dự án sẽ chính thức được hoàn thành, đưa vào khai thác nhằm giảm việc ùn tắc trên đoạn đường này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý các bạn về tiến độ của dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý các bạn đón xem. Cảm ơn quý các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý các bạn thấy video này có ích, xin hãy cho kênh một like, share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký thì đừng quên bấm nút đăng ký ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.